Chưa xong không? Chưa xong, Linh chạy đi thử lấy cái đèn mở qua cho Ok, hello chào cả nhà. Vân đang phát sóng trực tiếp online. Để Vân coi coi mọi người có nghe Vân được hay không nhé. Chờ Vân một phút để Vân kiểm tra lại. Ok, mọi người coi mình có thể share ra nha. Tại Vân không có thể nào thác được, không biết tại sao. Và nếu mà bạn nào ồn thì mình tự mute bên mình nhé. Vân chị muối. Ok, Vân chào cả nhà. Vân hôm nay là trở lại với chương trình là Facial Spa Training, Home Facial Training và cùng làm đẹp cho nhau tại nhà. Hướng dẫn làm sao mà để mình có thể tự chăm sóc da. Các bạn ở bên Facebook Live có nghe Vân rõ không? Nếu rõ bấm giùm Vân số 1 nhé. Các bạn Facebook Live. Mấy chị check giùm em coi có rõ không? Mà bên em không lên tiếng. Không nghe tiếng. Ok, ai nghe rõ bấm giùm số 1 giùm Vân bên Facebook Live các bạn nhé. Ok rồi, Vân tự giới thiệu sơ. Vân tên là Vân Võ, đến từ Tampa, Florida, Mỹ. Ok, cảm ơn bạn nha. Hôm nay thì mình trở lại với chương trình là có tất cả các anh chị em ở khắp mọi nơi cùng nhau hội tụ về và làm đẹp với nhau. Thì các bạn có thể đi một vòng giới thiệu mình tên gì, đến từ đâu. Đi từ bên bên ok rồi mời chị. Mình tên Linh Trung, đến từ Canada, ở Toronto. Xin Ok. chào tất cả mọi người. Rồi, kế tiếp. Mình tên Trinh Lê, đến từ Cherry Hill, New Jersey. Chào cả nhà. Mình tên Muối. Đến từ đâu chị? Tên từ South Philadelphia. Cái South Philly, ok. Tiếp tiếp. Mình tên Phấn, đến từ South Philadelphia. Ok. Chào cả nhà, Thủy tới từ Montreal, Canada. Ok. Em tên là Mike Trần, em tới bên Arkansas. Chào cả nhà. Ok, hi anh Michael. Rồi, next. Chị Tâm đang mute. Chị Tâm bên đó đang mute. Ok, tiếp các bạn. Mình tên Kim, đến từ Oklahoma. Xin chào cả nhà. Ok. Thu Tâm Freeman ở Kansas City. Em tên là Linh Nguyễn, đến từ Philadelphia, Mỹ. Xin chào mọi người. Ok. Dạ, em là Diễm Trần, đến từ Việt Nam. Wow. Ok. Ok, rồi, hôm nay mình sẽ cùng nhau làm đẹp ha. Có một số người mới và một số người cũng đã từng làm đẹp với Vân rồi. Cho nên là mình sẽ dìu dắt những người mới làm sao để mình biết cái cách để cầm máy, biết cái cách để xài những cái sản phẩm này. Và mình sẽ có ba cái công cụ chính. Thứ nhất là chiếc máy rửa mặt siêu thông minh, có thể lấy hết tất cả những cái bụi bẩn và có ba công bảy công dụng rất là tuyệt vời. Vân sẽ đi sâu vào sang. Cái thứ nhì là gel Vanish Spa, hoặc là gọi là Facial Spa, nâng cơ giảm nếp nhăn và nó giúp tái tạo lên làn da. Chị Muối ơi, mua bên chị giùm em. Và thứ ba là viên True Face, là cái viên mà có thể giúp cho cái làn da mình vừa căng săn và tái tạo lại sự đàn hồi của da, rất là tuyệt vời mấy anh chị. Đó là ba cái sản phẩm chính mà tụi Vân dùng. Và trước khi mà đi sâu vào đó thì Vân sẽ nói sơ về ba cái sản phẩm lợi hại này. Cái thứ nhất á, chiếc máy rửa mặt siêu thông minh này nó sẽ có 7 cái công dụng các bạn, là mình xài mỗi ngày đó thì cái da mặt mình nó sẽ trong 6 tuần liên tục thì cái da mặt mình nó giống như da em bé vậy đó, nó rất rất là đẹp luôn. Làm thứ nhất là làm sạch các lỗ chân lông của mình ha, sorry, làm sạch cái bụi bẩn với lỗ chân lông. Bên chị Thủy mưu lại giùm em. Lấy hết tất cả các bụi bặm, sạch lỗ chân lông, giúp lấy hết cái chất nhờn ở dưới lỗ chân lông của mình, giúp làm da mềm, da mịn màng, giúp làm da sáng hơn, khép lỗ chân lông và săn chắc lại
săn chắc lại cái lỗ chân lông của mình á, và giúp tái tạo lại cái làn da của mình, làm cho làn da mình càng ngày càng trẻ trung hơn các bạn. Tuyệt vời không? Và mỗi một ngày chỉ cần 2 lần rửa, một lần như vậy chỉ có 2 phút thôi. Và mình có thể để nó trong phòng tắm, hay là nó đại khái là nó không có sợ nước vô nha. Câu thật muốn quăng ở đâu quăng. Và một lần Vân chạc pin đầy rồi đó, là Vân xài khoảng 10 tiếng, hơn 10 tiếng đồng hồ luôn. Cho nên là xài thoải mái luôn, không có sợ nó hết pin. Đi travel, đi du lịch đây đó là Vân không có cần phải đem cục sạc theo, tại vì nó last rất là lâu, cục pin rất là lâu. Cái thứ nhì đó, Galvanic Spa hoặc là còn gọi là Facial Spa, ở thị trường Mỹ là Facial Spa, ở các thị trường khác gọi là Galvanic Spa, cũng một cái công dụng thôi, là nâng cái cơ mặt, giúp giảm nếp nhăn, hay Vân hay gọi nó là máy ủi mặt. Bên anh Michael Mew giùm Vân, gọi là máy ủi mặt, làm sao để cái da mặt mình nó căng, nó săn, nó cứng lên. Và đặc biệt là những anh chị mà có vấn đề về da, nó sẽ giúp tái tạo lại cái làn da của mình, nó giúp hồi phục lại làn da và chỉnh sửa làn da. Đó, đó là lý do mà tụi Vân càng xài càng thấy mê và càng xài càng trẻ. Và bên cạnh đó là viên giọt nước thần, Vân hay gọi là giọt nước thần không thể thiếu, là vì cái viên này nó giúp tái tạo lại cái làn da của mình, tái tạo lại cái sự đàn hồi của da. Giống như là khi mình lớn tuổi đó, khoảng cỡ hàng 3 trở lên bắt đầu cái da mình bắt đầu nó lão quá, nó bị chảy xệ, nó nhão. Thì cái này nó sẽ giúp căng, săn, mịn, láng, và nó làm cho cái da của mình nó giống như là da của em bé gì, mấy anh chị rất là mê và không thể thiếu nó. Ok, rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nhé. Các bạn trước hết là mình sẽ có cái mist, Naka mist ha, là giữ ẩm được cho da, và mình cần phải có cái độ ẩm của da thì mình mới chạy được máy ha. Ok, so bây giờ mình sẽ xịt nhé. Yeah. Rồi, hồi nãy Vân có nói sơ đó, là các bạn nào mà có dầu tinh dầu lavender ha, thì cái cách này là mình chớp chút xíu tinh dầu vô cái sữa rửa mặt nha, và cái mặt mình nó rất là khác luôn, nó làm cho cái da mặt mình nó mịn hơn, đã lắm. Vân thử mấy lần và Vân rất là thích. Thì khi mình để đó trên da mặt á, mình để khoảng cỡ bao nhiêu nè, ok, khoảng cỡ gần một lóng tay ha. Và thường á Vân trộn nó, hoặc là Vân thoa nó đều hết, hoặc cỡ lóng tay á, một lóng tay treo nha các bạn nhé, phải cho nó đều treo hết ha. Và nếu mình cảm nhận là cái mặt của mình nó chưa có đủ ướt á, là mình sẽ xịt nước thêm sau khi mình thoa ha. Xịt cái Naka mist thêm. Và Vân cho, thay vì Vân trộn lại với nó cũng được, chà mới, Vân trộn lại với cái gel cũng được, hoặc là Vân có thể thoa sau đó cũng được, chừng một vài giọt á Vân thoa lên cái mặt, chứ vì khi Vân chạy máy thì cái da của mình nó khác, rất là khác. Không có thì thôi, không có sao các bạn, này không có, không có cần thiết, nếu có thì tốt, không có thì không sao. Ok, rồi bây giờ mình sẽ chạy máy. Vân thì Vân hay làm ẩm cái đầu này, okay. Và mời các bạn. Giờ khi mình chạy máy đó, là mình cũng chạy nâng lên, nâng 45 độ lên ha, thì cái cơ mặt của mình nó sẽ giúp săn hơn nữa. Thì khi Vân chạy đó, thường Vân chạy 2 lần một bên, xong rồi Vân sẽ đổi bên, đi từ từ thôi, không cần đi nhanh. Các bạn trong Facebook Live còn nghe tụi Vân rõ thì bấm dùm số 1 dùm Vân nhé. Nếu còn nghe rõ bấm dùm số 1. Rồi 2 lần thì xong rồi, bắt đầu chuyển tay. Mình nên chuyển tay nha, tại vì mình cứ chéo tay qua thì nó sẽ không có đều á. Ok, chị nào mà đã dùng cái máy này rồi mà thích, cho Vân biết cái cảm nhận của mấy chị nè. Trinh Phật sử dụng cái máy này đã được 1 năm rồi. Và như là nó trở thành một cái gì đó không thể thiếu được trong cuộc đời của mình nữa. Bởi vì khi mà đã xài qua rồi thì mình mới cảm nhận là không có cái gì có thể thay thế được. Cái cảm giác như thế này là rất là sạch. Mà mình cứ tưởng
tưởng thấy là giống như nó rất là sạch trong cái lỗ chân lông của mình đó. Và khi mình rửa xong như vậy á, cái mặt của mình á nó rất là mịn, nó rất là sáng và mình thấy nó rất là dễ sử dụng. Tại vì á, chỉ trong vòng 2 phút thôi mà nó có thể là thay đổi cái làn da của mình á, mà một ngày mình xài có 2 lần à, sáng với lại tối. Nếu mà mình được xài 3 lần mình cũng xài nữa, nhưng mà tại vì lỡ được xài có 2 lần thôi, sáng và tối. Mà như thế là mình đã xài gần 1 năm nay đó, à, mình thấy nó mang lại cái hiệu quả, cái da của mình rất sạch. Khi mà mình đánh cái make up lên á, mình mới thấy là cái da mình nó rất là mịn. Ok. Còn bạn nào nữa không? Da với em hồi trước á, nó khô dữ lắm. Mùa đông á, nó khô mà nó móc trần gặp cái miệng mình vậy nè. Xong rồi nó hay bị đỏ lắm, hay bị ửng đỏ lắm. Dễ bị ửng đỏ lắm. Mà từ hồi em xài cái này hả là thấy nó như là nó xài kem á, nó cũng ăn hơn, thành ra nó mịn, nó láng dữ lắm, sạch nó láng. Ok, 2 phút của Vân xong rồi. Cái mặt mình không có gì đó nghe, mà nó cũng hút ra chắc nhờn, chắc dơ nè. Không biết là các bạn có thấy không? Ghê không? Em cũng xong rồi. Ok, nó hút ra hết tất cả những chất dầu, chất nhờn, chất bẩn ở dưới lòng da của mình á. Đại khái là mình không có xài cái gì dưới mặt mình ha, không có xài make up này kia ha. Nhưng mà khi mà mình làm việc cả ngày đó, đặc biệt là các bạn mà ở ngoài sân á, ở ngoài đường á, chạy xe hay là ở ngoài đường đó, khí hậu này kia đó, thì cái da của mình nó sẽ tự động tiết chất nhờn ở dưới lòng da ra. Thì khi mà nó tiết chất nhờn ra thì cái da mình nó bóng. Và đặc biệt là những cái da khô cũng bị nha, không phải không bị đâu, nó cũng vẫn bị nha. Đó. Cho nên là đó là lý do mình cần phải rửa mặt thật là sạch mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Giống như mình khuyên con mình đánh răng vậy đó. Con ơi, đánh răng trước khi đi ngủ. Bây giờ mẹ cũng phải làm điều trước khi đi ngủ. Cũng phải rửa mặt trước khi đi ngủ. Cái này là khỏi ai nhắc. Mình muốn đẹp thì có cái mình rất là thích nha. Tại vì khi mà mình phụ nữ mình xài make up á, nhất là mascara đó, thường thường người ta phải dùng make up remover đó. Nhưng mà khi mà mình xài cái make up, mình không có qua cái giai đoạn dùng make up remover, có nghĩa là mình xài cái máy Lumispa này, mình rửa nhẹ lên trên cái phần mắt mình thôi là coi như rất là sạch. Đúng vậy đó. Cho nên mình cũng chia sẻ cho khách của mình đó. Okay. Mình nói là nhắm cái mắt lại, cái mình chạy một vòng nó đi. Như là môi son cũng vậy đó. Có người nói xài nó không có khó, không lấy da được đấy. Mới nói lấy cái này giữa cái da này. Ok, very good. Son của mình là son lì không chì, nó ăn bám vô môi rất là lâu. Và mình cần phải có cái máy này rửa. Ok, mình cái Nakamist mình sẽ xịt lại ha. Khi mình lau thật là sạch cái mặt của mình rồi. Nhớ là tất cả cái gì mà các bạn dùng về treatment á, có nghĩa là mask hay là cái facial spa, galvanic spa đó, trị liệu, treatment cho cái da đó, là mình cần phải rửa mặt thật sạch trước khi mình làm cái đó ha. Bây giờ mình đã rửa mặt thật sạch, lau thật sạch rồi thì bây giờ mình dùng cái Nakamist để mình giữ được lại cái độ ẩm của da ha. Trước khi mình để gel lên. Thị trường Mỹ sẽ có cái máy Facial Spa và thị trường Canada sẽ có cái máy Galvanic Spa. Canada và Việt Nam ha, và các thị trường khác ha. Thì hôm nay Vân sẽ xài cái gel của cái Galvanic Spa. À, Galvanic Spa thì nó có hai cái gel. Để Vân nói cái thị trường này trước, xong rồi Vân sẽ nói cái bên đó. Cái nó có hai cái gel, một cái gel màu trắng là nó cho gọi là cái treatment gel. Treatment là nó sẽ đi khi mình chạy cái máy, cái số đầu đó, nó là số 1 á, thì nó sẽ thẩm sâu, nó đẩy cái gel này xuống sâu dưới ba cái biểu bì của da. Và cái sau á là cái số 2 thì nó sẽ là cái treatment gel. Treatment gel á là nó sẽ đi sâu xuống, nó hút, nó giống như cái máy hút bụi gì đó. Nó sẽ hút tất cả những cái chất bẩn, chất nhờn, chất dơ, chất gì dầu ở dưới lòng da, nó hút hết ra hết. Và bên cạnh đó nó sẽ làm một cái trị liệu và nó trị tất cả các vấn đề về da và cái nếp nhăn. Nó sẽ ủi thẳng, căng cái nếp nhăn của mình. Và bên cạnh đó là có bạn nào chia sẻ giùm mình cái bên thị trường Mỹ không? Cái gel. Mời mấy chị chia sẻ cái gel của thị trường Mỹ. Cái gel lớn, cái conductive gel của thị trường Mỹ.
À, cho Trinh xin chia sẻ cái facial spa của phía bên thị trường Mỹ nha. Thì mình cũng sử dụng một cái máy giống nhau, nhưng mà chỉ có cái gel khác nhau mà thôi. Thì ở đây mình chỉ xài một loại gel, thì nó gọi là conductor gel. Thì mình cũng để một phần lên trên cái đầu máy này. Và ở đây là cái thị trường của Mỹ, và mình order ở đây là của thị trường Mỹ đây. Công dụng nó y chang các bạn nhé, nhưng mà tại vì mỗi thị trường thì nó khác cái gel thôi ha. Gel với cái máy nó khác cái số. Ok, bây giờ mời các bạn để lên và mình sẽ thoa đều mặt. Sao con Tâm bị gì? Chị Tâm đang đang ngược máy chị ơi. Cái máy tìm sao thì cho nó quay đi. Chị đừng có đụng nó. Hồi nãy nó ok chị rồi. Chị phải đi ra thì chị vô lợi quá. Dạ. Các bạn nào ở Facebook Live hiện giờ đang sở hữu chiếc máy rửa mặt siêu thông minh, các bạn bấm vào vân số 2 thử nha. Bao nhiêu bạn đang sở hữu chiếc máy rửa mặt siêu thông minh? Bấm số 2. Và nếu các bạn sở hữu luôn chiếc máy Galvanic Spa, các bạn bấm số 3 giùm vân nè. Và nếu như các bạn chưa có máy nào, hoặc là chưa có một trong hai máy, các bạn bấm số 4 nè. Và bao nhiêu bạn chưa có? Vẫn bị chị, chắc chị đụng cái nút mà nó rotate á, nó rotate cái màn hình á. Nhớ là khi mà các bạn mà set up cái máy rồi đó, đừng có đụng tới nó, tại đụng với nó sẽ nhảy. Đụng cái... Chị đang xài điện thoại gì chị? iPhone em. iPhone thì phải kéo nó xuống. Kéo nó xuống. Ở dưới nó có một cái nút này nè, nút khóa nè, đụng nó lại, cái đụng nó rồi mở ra lại thì cái điện, cái màn ảnh mình nó quay lại. Mình kéo xuống chị ha. Ok, đang ngược. Ok rồi, các bạn nào mà dùng cái gel này đó, mình có thể dùng hai lần ha, hai lần. Đó là lý do mà mình kéo cho nó dài ra vậy, thì cái không khí nó sọt không có vô, nó không có bị là oxy hóa cái gel của mình đó. Đừng có cắt nha. Và bây giờ là cái máy mà Galvanic đó, các bạn bấm số 1 nha. Còn cái máy bên Mỹ đó, thị trường Mỹ đó, Facial Spa, thì các bạn bấm số 4 giùm vân nhé. Và cái máy phải nghe bíp các bạn nhé, phải nghe tiếng bíp. Và chạy 45 độ từ dưới miệng đi lên. Đi nhẹ thôi, không cần phải chạy nhanh đâu. 45 độ. Đó, chị Tâm được rồi đó. Dạ. Ok. Mình vừa làm mình vừa chia sẻ nha. Cái mặt của Vân trước đây đó là mình rất là bị nám á, bị nám nhiều lắm, với bị nhăn á, bị nhăn chỗ mắt với bị bọc mỡ rất là nặng luôn. Và mình cứ nghĩ là mình phải đi bác sĩ để lấy cái, để cắt cái bọc mỡ đó ra đó, lớn lắm, hai cắp mắt luôn á. Và bị cái nọng á, cái nọng là double chin ở đây nè, nó nhiều lắm. Nhưng mà khi mà Vân dùng cái này một thời gian rồi đó, Vân không có bị cái chứng đó nữa. Vân không có bị nữa. Và như các bạn thấy cái hình mà trước và sau của Vân, thấy hỡi ơi không? Và bây giờ mình nhờ cái này mà mình tái tạo lại, mình sửa chỉnh lại cái làn da của mình á, thì cái da của Vân nó hồi phục lại rất là nhiều. Và nếu mà các bạn thấy thì nó không còn, 95% là bọc mỡ nó không còn nữa rồi. Nếu mà nhìn thiệt là kỹ thì mới thấy được một chút xíu. Và mình không còn cái càm ở dưới nữa, nám nó cũng giảm đi rất là nhiều luôn. Giờ cái hình cái mặt của mình bây giờ là chữ V chứ không phải là chữ số 0 nữa, chữ O nữa. Các bạn nào mà có vấn đề trước đây mà bây giờ cải thiện, các bạn có thể chia sẻ nha. Nhớ là bên đây Vân đi hai lần, xong rồi bên đây Vân đi hai lần nữa thì Vân còn thời gian thì Vân sẽ tập trung vào những chỗ Vân cần tập trung, thí dụ như cái nọng, thí dụ như con mắt, chỗ nào nhăn thì vẫn cần tập trung cho đó. Ok, Trong các bạn chia sẻ ha. Dạ. Xài thì mình thấy nó cũng giúp cái nám cho mình.
Cái nám mà chứ cũng nám nhiều đó. Nám của chị để giúp cái nám má đấy. Uh-huh. Thì mình xài thấy bây giờ xài đều đặn á, mình thấy nó giảm gần, mình thấy cái này rất là tuyệt vời. Uh-huh. Rồi bị mấy cái nhăn ở cái đuôi mắt đó. Uh-huh. Thì bây giờ cũng đỡ nhiều lắm. Uh-huh. Rồi cái gần smile eye. Anh thấy chị mũi khác lắm luôn so với mà năm trước em thấy chị, giờ là chị thấy khác, da của chị khác dữ lắm. Nhờ cái máy này. Dạ. Chính thì Chinh hỏi cả nhà Facebook là có thấy Chinh thay đổi không? À, cách đây một năm mặt Chinh bầu bầu, mà không biết làm sao bây giờ mặt Chinh thành cái càm chưa vi. Cái này là cái máy săn cơ, mình nghĩ là nó giúp cho mình đó. Nó thay vì khi mà mình lớn tuổi cái da mình nó sẽ bị chảy xệ xuống, nhưng mà mình sử dụng cái này thì mình thấy cái da mặt của mình nó căng đó, cho nên cái khuôn mặt của mình nó, mình mới thấy là người ta nói mình trẻ, nói là mình dạo này trẻ, thì mình nghĩ đây là nhờ cái máy nâng cơ yêu quý của mình, cho nên cái mặt mình thành chu vi, mặt không đi cần cắt cam thì ghê quá. Không cần phải đi thẩm mỹ viện đúng không? Không cần. Ok. Vân đã xong cái gà Vân Spa, nó chạy nhanh hơn cái facial spa các bạn nhé, chạy nhanh hơn. Và Vân đã xong cái treatment, retreat, là nó đưa gel xuống, và chút xíu là Vân sẽ dùng cái thứ hai, có nghĩa là cái treatment gel. Và cái thứ hai này nó là trị liệu cho da, và nó đi sâu xuống, thẩm thấu xuống da của mình, ba biểu bì da, để nó hút những chất nhờn, chất dơ, chất bẩn ở dưới lòng da của mình. Và đặc biệt là chị em phụ nữ của mình á, mình hay dùng phấn á, phấn nước á, mà trong phấn nước mà lỡ mà nó có chất dầu, chất chì nhiều quá đó, thì nó sẽ đi sâu xuống cái lỗ chân lông mình, và nó nằm ở đó, rửa không có sạch, dầu nó rất là khó rửa ra. Và nếu mà nó nằm ở đó rồi thì nó sẽ làm cho cái da mình nó cằn cỗi, nó bị lỗ chân lông to, nó bị vấn đề nhiều lắm. Và nám nữa, là tại vì dầu mà nhiều quá là ra ngoài nắng, trời ơi nó mê lắm, nắng nó mê dầu lắm, thì nó táp cái da của mình là rất là dễ bị nám, cho nên là mình bị rất là nhiều vấn đề về da. Thì cái em này nó vô trong, nó sẽ chỉnh sửa lại dưới lòng da của mình. Và đặc biệt chỉ có cái máy này duy nhất có thể chỉnh sửa lại ở phía dưới lòng da, nó làm cho da mình healthy, khỏe hơn, sáng hơn, mịn hơn và căng hơn. Đó là lý do mà chị Trinh càng ngày càng trẻ nè. Ai dùng một thời gian thì thấy cũng rất là khác. Ok. Nhớ là phải thoa cho nó ướt cái mặt nhé. Mình làm cái máy này lắm á, tại vì mình không cần đi phẫu thuật, không đau, không gì hết, mà mình chỉnh sửa được cái mặt của mình, mình rất là mê. Vâng, mình giờ không có một nếp nhăn nên đã. Dạ. Còn bên là tại ướt. Xài đồ đạn lắm mà. Mình vừa đẹp mà mình vừa mình vừa đẹp mà mình vừa có tiền nữa thì tại sao không, đúng không? Đây là cái đầu tư cho bản thân mình nè, mình vừa đẹp mà mình vừa có tiền nữa. Mình vừa trẻ vừa đẹp, ra ngoài ai cũng khen và ai cũng hỏi dùng cái gì hết, thì tự nhiên họ dùng thì mình có tiền thôi. Ok, nói giỡn mà là thiệt mấy bạn. Cho nên là khi mình đẹp rồi đó, mình có kết quả cho bản thân của mình rồi đó, thì mình sẽ giúp được rất là nhiều người ngoài kia. Rất là nhiều người đang có nhu cầu về da, tại vì họ dùng những cái sản phẩm mà họ không có rõ lai lịch đó, thì cái da của họ rất là dễ bị hư. Rất là dễ bị hư luôn nha. Ok, anh Michael nãy giờ có theo kịp không vậy ta? You ok? 45 độ nghe anh nhé. Từ cái trái càm, từ cái càm này ha, đi thẳng ra nhẹ thôi, không có cần mà đi nhanh, đi chậm thôi. Khi mà đi ra thì đè mạnh chút, khi mà đi vô á thì nhẹ thôi, và đừng có dở cái máy lên khỏi cái da mặt mình. Nâng cái eyebrow nè, nâng cái
chân mày của mình nè. Okay. Nâng chân mày lên. Chỗ nhăn, chỗ nào mà nhăn thì mình sẽ tập trung chỗ đó nhiều hơn. Mình làm cho cái mắt mình to hơn, thay vì mình bị mình lớn tuổi mình bị lão quá thì cái mắt mình càng ngày càng sụp đúng không? Mà cái máy này nó nâng được cơ mắt nè ha, nó làm cho mắt mình to lên nè. Nhớ là các bạn nên đổi tay nha, là tại vì mình không đổi tay thì cái mặt của mình nó không có đều á. Là bên nào thì mình đổi tay bên đó. Và nhớ là mình phải làm sao cho nó đều hết nha. 30 giây, 30 giây, 30 giây, 30 giây. Nếu mà cái máy Gavana Spa nó sẽ là 2 phút một lần. Rồi còn bạn nào có muốn nói cái sự chỉnh sửa của máy này cho da mình không? Cái quyền lợi, cái benefit gì? Nó đã giúp gì được cho da mình? Da chị hồi trước đó là bị nám đó. Bây giờ nó đỡ lắm rồi, còn có chút xíu thôi. Ok. Nhất là những cái lằn nhăn mà ở dưới từ mắt đổ xuống đó, như là bên hai bên hông miệng đó. Giờ nó thấy cũng mờ lắm rồi. Thành ra chị rất là mạnh mẽ với cái máy này. Chị Tâm có thể bật mí là chị Tâm năm nay bao nhiêu tuổi không? Bây giờ 75 thôi, 75 rồi. <hoài. cười> Mới có 75 thôi à. Mà giống tưởng đâu là mới có 27 thôi á. 75. Cái này mới có 57 thôi. Mới có 27 thôi. Tại vì năng lượng của chị khủng khiếp lắm. Ok. À, cái máy của facial. Chị Bông, em nói cái cho Bông. Mày em. À, em mới xin hình của cô Thu Tâm để em khoe, thì người ta nói cô Tâm chỉ 60 tuổi thôi. Cô Tâm 75 không ai tin lắm. Dạ. Ý như là đi bán cô Tâm đúng không? Dạ em đang bán cô Tâm. Đang bán cô Tâm. Cô xuống rồi bán đi cháu. Bán thoải mái đi. À dạ nãy con có xin. Con thấy. Dạ. Con cứ xài tự nhiên nha. Con sẽ gửi cho con những cái. À, dạ. Sai càng ngày càng trẻ thấy không? Ai mà nói trời ơi, ông bà cha mẹ mình hồi đó mà hàng bảy rồi một cái là đi không nổi rồi, lụm cụm cái mặt thì nhăn thì là nhăn luôn. Coi như là không còn thấy tổ quốc nữa rồi. Mà chị Tâm là 75 tuổi. Actually là không phải là 70 đâu mà là hàng 6 là mình thấy là những người ở Việt Nam trước đây là thấy cái cằn rồi đúng không? Bây giờ là chị Tâm là 75 tuổi. Trời ơi sorry, mình kêu bằng chị là tại vì bị bể show à. Lần đầu tiên nói chuyện, thứ nhất là tiếng trẻ, thứ nhì là cái mặt chưa có thấy, nhưng mà cái tiếng rất là trẻ và rất là năng lượng. Thì mình nghĩ là cái người này chừng 50 mấy tuổi là cùng. 50 mấy tuổi thì mình kêu bằng chị thôi, đúng không? Ai già hớ hàng, gặp mặt rồi hớ hàng. Thôi lỡ kêu luôn. Tại vì biết là thế nào cũng trẻ. Dùng sản phẩm thời gian sẽ trẻ hơn nữa. Mà thiệt trẻ hơn nữa, càng ngày càng trẻ. Cho nên là nhìn không ra. Ok, Vân đã xong với cái số 2 của mình rồi. Cái treatment rất là nhanh các bạn. Cái này á, vừa ngồi coi TV vừa làm. Ok, sao em? Lúc trước mắt em á, nó bị sụp cái này chị. Nó bị no cái phần trên này nè. Nhưng mà từ lúc em sử dụng á thì con mắt em nó lại to ra thêm, người ta nói em giống như đi cắt mắt vậy đó. Chứ mấy em nó to mình lắm. Bệnh mắt mình cũng nhỏ xíu à, bây giờ đẩy nhiều lắm rồi. Dạ. chị muối là bây giờ thấy từ tổ quốc rồi đó. Mắt mình nhỏ xíu xíu giống à, như mùa hè ngang qua vậy đó. Em cũng vậy, em cũng vậy hồi đó. Giống như dấu chân. Mà bây giờ nó đẩy nhiều lắm rồi đó. Mình tập trung vào cái mắt nhiều hơn. Dạ. Yeah. Cũng xin chia sẻ nha, mình có hai người bạn dâu ở đây nè, nó cũng đi mất rồi. Hai cái gì? Nó đỡ không còn người bạn dâu rồi. Hai cái gì chị? Hai quẹt đây nè. Ồ, hai quẹt đâu? Hai cái lần cười đúng không? Hai cái nhăn ở đây không? Dạ. Dạ. Cảm ơn thầy nước một cái. Các bạn cứ nói chuyện đi. Tại sao làm sao để cho cái hình mình thấy ngay chính giữa đó, không thấy á thì không biết làm sao làm được.
Trên chỉ chị Hoa Trinh. Cô ơi, con thấy cô đang ở giữa rất là đẹp luôn. Cô lộng lẫy trong cái màn hình của con. Ờ vậy hả? Cô thấy dạ. Trong màn hình của con thì cô cái hình của con ngay giữa luôn. Cô để cái phone của cô á, cái zoom á. Cô ngay giữa màn hình. Mà con không biết người khác thì thấy là hả? Thấy rất là đẹp. Yeah. Mà cô rất là đẹp, cô đang lộng lẫy vô cùng. Trời ơi, nói mừng quá. Em xin chào chị Trinh. Hello, 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 hello Linh. Chào mọi người. Hai tuần nữa mình gặp nhau nha Linh. Hai tuần nữa làm sao gặp được chị? Mình về công ty. Oh. Vậy hả? Thì mình sẽ gặp nhau mỗi tuần, mỗi ngày trên Zoom. Gì hai tuần, tuần tới là gặp rồi. Đúng rồi. Tuần tới chị qua Toronto mà, phải không? Ồ, oh, yeah. Tuần tới gặp chị Linh rồi. Ồ, chị có qua đây hả? Cái Linh mình phải qua đó. Mình qua đó, Linh ơi. Mình qua đó. Dạ, mình gặp Linh với lại chị Thủy mà đó. Dạ. Rất vui, rất vui chị qua đây. Ok, bây giờ mình sẽ rửa. Mình sẽ rửa mặt thiệt là sạch cái step này nha. Cái bước này mình sẽ rửa thiệt là sạch trước khi mình để cái serum dưỡng lên nha. Cho mình lên rửa mặt đây. Dạ, các bạn có thể rửa mặt thiệt sạch hoặc là các bạn có thể thay nước. Còn phải thiệt sạch cái step này ha. Anh Michael bên đó có ok không? Michael là người mới tin lần đầu tiên cầm máy à? Doing really good. Ông kêu ông rung quá. À, chân giữa bao nhiêu người đẹp rung quá. À, ok. Tên là tay sam lai ai rung. Đa phần nó là. Anh đừng run, bởi vì xung quanh anh toàn là những phụ nữ trẻ đẹp. Anh giống như là cướm kiếm nó lạc giữa rừng hoa. Có nghe hay quá. Dạ, chị sao luôn. Nghe hay quá. Nghe hay quá. Ok. So, mình sẽ thường Vân hay dùng cái này ha. Trời ơi, cái em Napka Mist này nó lợi hại lắm. Mình xài giống như ăn gỏi gì đó. Hầu như là cái gì Vân cũng xài cái này chứ. Vì nó giữ được cái độ ẩm của da đó. Và nhớ là phụ nữ của mình cần phải có cái độ ẩm của da. Nếu mà không thì cái da mình nó rất là dễ bị cằn. Nó dễ bị khô. Và khi bị khô thì nó sẽ sanh ra những cái vấn đề về da. Giống như là nó bị cằn cỗi nè. Nó bị chốc mề nè. Nó bị thê thảm lắm. À, cho nên là cái da của mình rất là cần. Và mình có thể xài cả ngày cái này. Nhưng mà 2-3 lần, 2 lần là ok. À, và bên cạnh đó cái này nó có thể xài cho tóc, nó dưỡng tóc ha, nó dưỡng cho cái tóc nó mềm, đặc biệt là những anh chị, những bạn mà có cái tóc màu nhuộm hoài đó, nó hay khô đó, thì cái em này nó dưỡng cho tóc luôn. À, ngầu chưa. Rồi. Oh, mấy chị mà xài, mấy chị có bên facial spa, mấy chị có làm cái gel xanh không? Có. Ok, cái gel xanh đó nó là cái mask, cái mặt nạ. Ông mời chị Trinh luôn đi. Mời chị Trinh nói luôn về cái đó. Thì ở bên thị trường Mỹ mình có cái facial spa, sau khi mình đi cái máy này 2 lần thì mình sẽ dùng cái rejuvenating gel mask. Cái này thay thế cho cái mask, thì cái này sẽ giúp cho cái cơ của mình. Thì hồi nãy tới giờ mình đi mình nâng cơ thì cái mask này lên sẽ giữ lại những cái động tác mà nâng cơ của mình. Và đặc biệt mình rất là thích cái gel này nha. Ngoài cái tác dụng giữ lại những cái cơ cho mình sau khi mình đi nãy giờ ha, cái này làm bằng từ chất dưa leo cho nên mê vô cùng. Nếu như mà mình không có thời gian để mình làm cái máy cái này đó, mình sử dụng cái gel này cho cái mặt của mình luôn. Bởi vì nếu như mà mình nhớ có hồi đó mình nhớ nhỏ đó, mình hay đắp bằng cái dưa leo, mình cắt mình đắp cái dưa leo đó, thì cái này thay thế cho cái dưa leo nè. Love it. After mà sau khi mình rửa cái mặt mình sẽ thấy cái mặt mình sẽ rất là mát. Ừ. Và khi chị để lên chị để bao lâu chị hả?
À, mình để lên thì mình massage cho tới khi nào mà mình cảm thấy cái da mặt mình rít rít, có nghĩa là sau khi cái gel đã thẩm thấu vào cái da của mình rồi đó, mình để từ 5 tới 10 phút rồi mình sẽ đi rửa lại. Ok. À, thường thì công ty họ nói là khoảng cỡ 2 cho tới 3 phút. À, nhưng mà tùy theo cái thời gian, tùy theo cái thời gian của mình. Và bên cạnh đó thì bình thường các bạn cũng có thể đắp cái mặt nạ dưa leo này cũng được nha. Nó fresh, nó rất là fresh, nó rất là tươi cái mặt của mình. À, và nó giữ được cái độ săn của da. Một tuần hai lần cũng ok. Ok. So trong lúc mấy chị đó là cái lý do mà cái facial spa nó hơi lâu hơn cái Galvan spa. Trong lúc mà chờ đợi mấy chị thì Vân Na sẽ nói sơ về cái True Face ha. Cái True Face này, True Face Essence Ultra, nó là một cái làm từng cái viên như vậy. Và cái viên này nó rất là lợi hại, rất là lợi hại. Nó có thể dùng hết cả cái mặt và cái cổ của mình ha. Nhỏ xíu gì thôi đó, nhưng mà nó rất là có vỏ. Và cái công nghệ, cái công dụng của nó đó là nó ngăn chặn được cái sự lão hóa. Nãy giờ ba sản phẩm này là nó giúp ngăn chặn, làm chậm đi cái tiến trình lão hóa của da. Và đặc biệt là cái em này nó giúp tái tạo lại cái sự đàn hồi của da. Đàn hồi là như thế nào? Khi mà các em bé đó mà nhỏ nhỏ đó, khi mình nựng nó, mình ngắt cái mặt nó ha, thì nó cứng nhắc à, đúng không? Thì nó lập tức nó trở lại bình thường. Còn khi mà mình khoảng cỡ 35 tuổi trở lên á, mình ngắt cái mặt mình coi chừng nó nằm yên chỗ. Càng lớn tuổi á, là nó càng cái lão hóa, cái sự đàn hồi nó giảm dần rồi. Thì khi cái sự đàn hồi nó giảm á, thì cái da của mình á, là khi mình ngắt mình nựng á, là nó sẽ bị nhão. Nó bị nhão và nó tự động nó nhão và nó chảy xệ xuống. Đó là lý do mình hay, hai bên đây nè, nó hay là bị nhão trước tiên nè, rồi bị nhăn, rồi bị những cái vấn đề bọc mắt nè. Là đó là cái sự tiến trình chậm đi cái tiến trình, phải nói là cái tiến trình lão hóa của da. Cho nên cái bạn này nó vô, nó sẽ giúp lại tái tạo lại cái sự đàn hồi của da, và nó làm, nó ngăn lại được cái tiến trình lão hóa của da. Và đặc biệt là nó giúp cho những cái nếp nhăn làm sáng da ra, mịn da. Và nó giúp cho da mình có cái cảm giác là lúc nào cũng tươi trẻ hết, lúc nào cũng căng cũng tươi trẻ, giống như mà là mình bơm Botox gì đó, giống như mình bơm hóa chất vô cái da cho nó căng lên vậy đó. Nó hay vậy đó, cho nên là ai xài cũng mê hết. Rồi nếu các bạn có, các bạn tap vô ha, mình bắt đầu xài ha. Ok. Có ai đã từng xài cái này qua rồi và cảm nhận như thế nào, các bạn có thể cho mọi người biết nha. Trong một hộp Trinh còn có 2 viên, có nghĩa là Trinh đã nhai mấy cái viên này bao nhiêu ngày trước đây rồi. Mình xài cái này rất là thích, thì mình để nó ra, mình tập trung vào cái chỗ nào mình muốn, thì thường mình thấm ở dưới đây ở cái phần này, và mình đánh đều. Thì mình thấy như thế này, cái da mình rất là căng. Sáng ngày hôm sau á, đêm chưa thấy đẹp đâu, sáng ngày hôm sau ngủ thức dậy á, mình thấy cái làn da của mình á, nó căng mà nó bóng mà nó đẹp, thế điều muốn không muốn rửa mặt nhưng mà phải rửa mặt thôi. Thì đó là cái mình thấy ngay sau cái ngày hôm sau. Khi mà mình sử dụng đều hàng ngày, mình sẽ thấy cái mặt của mình rất là đẹp. Và đặc biệt Trinh thấy là những người mà bị cái da nhăn, thật ra thì mình được hơi may mắn một chút là mình không có nhiều dấu chân chim, nhưng mà mình biết có một người bạn của mình á, cách đây 3 năm á, họ cười á, cái dấu chân chim nè, nhưng mà bây giờ nhìn cái mặt, cái da rất là đẹp. Cô ta nói là cô ta đi đâu ai cũng nói là cô ta khác hết, thay đổi. Nhưng mà họ quan tâm, tại sao họ hỏi tới cái sản phẩm, là bởi vì cô thấy rõ ràng là cái người mà thay đổi chính là sản phẩm đó. Thế là người ta hỏi, ô chị xài cái gì vậy chị? Thật sự chính mình thấy cổ hàng ngày mà mình ngạc nhiên luôn, da mặt căng đẹp luôn, mấy cái vết nhăn đây nè là gần như là nó biến luôn. Anh Michael đi từ từ thôi các bạn, mình mấy cái này mình đi từ từ thôi ha, mình massage lên như vậy ha, 45 độ mình kéo từ từ thôi. Ở đây nó có những cái nguyệt ngay đây nè, mình cần phải đi ra tuốt ngoài trái tay của mình luôn nha. Thì nó sẽ giữ lại cái da chỗ này nè. Ok. Hai bên luôn ha. Đi từ từ lên. Dạ, yeah. Kéo từ từ lên. Thì đó là lý do mà cái mặt của mình nó thành cái V shape á, thành cái chữ V đó, chữ V á. Và tại vì mình căng, mình kéo như thế đó. Và nhớ là cái tay mình mà nó nắng như thế nào thì cái mặt mình nó sẽ ra y chang như thế đó.
nếu như mình muốn mất cái nọng này đó là mình sẽ làm như vậy ha, thì cái nọng này nó sẽ mất, cái da dưới này nè nó sẽ mất. Ok, và nếu mình muốn căng ở trên ở đây thì mình cứ đẩy nó lên như vậy thì nó sẽ căng săn chắc ở đây. Ok, đi ra. Okay. Chị Thủy bên đó ok không vậy chị Thủy? Ok, chị đang miêu. Ok, chị Linh ok không? Chị Linh Chu. Chị Linh ok không? Linh ok. Nè, ai có bọc mỡ nè ha, bọc mỡ nè, hoặc là nếp nhăn ở đây nè, mình sẽ đi như thế này ha. Và nếu mà mình muốn nâng luôn cái cơ mắt nè, đi lên luôn đây, đi lên đây luôn nè, mình dùng cái ngón tay của mình để làm bằng ủi, đi lên cơ mắt luôn, nâng luôn cái cơ mắt luôn. Yes, Diễm làm đúng rồi đó, nâng luôn cái cơ mắt luôn. Một tay kéo lên, một tay kia đưa xuống và kéo. Đó, nó đẩy, nó đưa lên luôn thì con mắt mình nó càng ngày càng to, nó không có sụp. Và cái eyebrow của mình á, cái chân mày của mình nó càng ngày càng nâng cao lên. Không có cần phải đi thẩm mỹ viện, không cần phải cắt mắt gì đâu. Ok. Các bạn nào đang ở coi trong Facebook Live mà thích làm đẹp, các bạn bấm giùm Vân số 5 giùm Vân nè. Bao nhiêu bạn thích làm đẹp nè? Có ai thích làm đẹp? Ai thích làm đẹp bấm giùm Vân số 4 nè. Bạn nào thích làm đẹp ha? Ok, bên này cũng vậy ha. Khi mình đi nè, mình cũng kéo như thế đó ha. Từ ở trong kéo ra. Thì cái bọc mở với cái dấu chân chim mở cái đuôi mắt của mình á, cái này là một lần mà mình lại giải quyết ba vấn đề nè. Cái vấn đề thứ nhất là bọc mỡ, quần thâm, bọc mỡ. Thứ nhì là đuôi mắt của mình hay có dấu chân chim. Thứ ba là mình nâng cái cơ mắt của mình lên, nâng được cái cơ mắt mình lên tuốt cái trên luôn. Là một cái lần làm như vậy đó là nó sẽ ba cái. Nó sẽ đi ba cái vấn đề, nó sẽ giải quyết ba cái vấn đề. Đó. Và ở chân giữa nè, nếu mình không muốn nếp nhăn ở chân giữa dưới đây dưới cái trán nè thì mình sẽ đi như thế này ha. Nhớ là cái ngón giữa của mình là cái cột trụ vững cho cái vấn đề ha, nó giải quyết cái vấn đề. Ủa sao chị Thủy nhìn em, chị Thủy không làm gì ta? Nhìn là phải làm thì mới biết được chứ, đúng không? Đó, đó là lý do mà cái mặt của mình nó càng ngày càng căng, càng săn lên. Và nhớ là cái vấn đề nó nằm ở đâu thì mình sẽ tập trung vào cái vấn đề nó nhiều hơn. Và khi mình massage cho tới khi mình không có còn cảm nhận được cái kích của cái treo nữa mà nó thẩm thấu vô. Bạn Hà My ơi, mình đang là phát sóng trực tiếp bạn ơi, không phải vô Zoom dạy nha. Nếu mà bạn không có máy, giờ mình cũng xong rồi đó. Cho nên là mình đang phát sóng trực tiếp mà bạn có thể vô giờ này là không có lên được nha. Vâng, có thể mời bạn ra nha. Vâng, lần sau thì vô đúng giờ giùm Vân nhé. Ok, rồi. Đó là xong. Và nếu như mà Vân muốn giữ ẩm thêm nữa cho cái làn da của mình đó, là Vân hay dùng cái True Face Essence Ultra. Đây là cũng là một cái loại mà uplifting cream, lift cái mặt của mình lên, nâng cái mặt của mình lên. Nhưng mà nó có cái độ ẩm. Nó có được cái độ ẩm của thêm cái độ ẩm cho da của mình. Vân rất là thích dùng cái này sao đó. Thì cũng tháp đều rồi cũng massage như vậy thôi. Và nếu mà các bạn nào mà có cái vấn đề mà đặc biệt về mắt á, thường là mắt mà bị quầng thâm hoặc là mắt mà bị nhăn nhiều đó,
là nó có hai cái sản phẩm đặc biệt cho mắt các bạn nhé, đặc biệt cho cái mắt của mình. Giờ mình chỉ cần massage mỗi buổi sáng á, đây là cái chiều nữa nè, một cái nữa nè ha, mỗi buổi sáng á hoặc là mỗi buổi tối á, ngày hai lần. Nếu mà các bạn có vấn đề về mắt ha, thì mình sẽ xức cái cream nó lên và mình thấp thấp vô mắt nè, xong rồi mình sẽ dùng cái ngón tay của mình để mình massage như thế này nè. Mình có thể massage như thế này, massage như thế này thì mình sẽ, thì cái này nếu mà massage như thế này đó là mình sẽ tập trung vào bọc mỡ quầng thâm mắt và đuôi mắt, giống như chim mà mắt. Còn nếu mà massage giống hồi nãy Vân nói đó, là mình sẽ làm ba cái luôn, là bọc mỡ, dấu chân chim và nâng cơ mắt, nâng cơ của cái mắt lên luôn, từ cái chân mày nè. Còn nếu mà buổi sáng, mỗi buổi sáng Vân hay làm như vậy ha, Vân để cái cream buổi sáng với buổi tối, Vân làm như vậy 20 lần, khoảng 20 lần như vậy thì cái cream nó khô. Thì khi cái cream nó khô đó thì cái nó sẽ thẩm thấu vô cái mắt của mình, thì nó sẽ trị tất cả các vấn đề ở vòng quanh mắt của mình, rất là lợi hại luôn, các bạn thử nha. Đó, Vân làm như vậy đó. Thì Vân kéo lên á thì nó nhẹ, nhưng mà khi mà Vân kéo ra thì nó mạnh. Ra tới đây nó mạnh nè, lên đây thì nhẹ thôi, mà kéo ra nó mạnh. Vòng tròn lên cái xương ở trên thì nó nhẹ thôi. À, thì nó sẽ khô rất là nhanh. Đấy. Xong. Cảm giác rất là tuyệt vời. Rồi bạn nào xong có thể cho mình biết cái cảm nhận của các bạn như thế nào nè. Ok, anh Mai coi trước đi. À, người ta nói lady first mà bây giờ cho đàn ông trước đi. How do you feel? Thấy rất là smooth. Thấy rất là smooth. Nó là feel smooth không? À, mình. Okay. Okay, rất là smooth, rất là mình. Smooth mà nó feel yeah. À. Cảm giác săn không? Săn căng. Thấy trẻ hơn. Trẻ hơn xíu, đẹp trai hơn chút nữa không? Chúng ta cũng đẹp trai rồi. Giờ sẽ đẹp trai hơn nè. Chút nữa vợ khen cho coi. Ok. Rồi, thank you Michael. Còn ai nữa không nào? Ai có cảm nhận gì về sau khi mình làm facial xong? Baby skin, baby face. Ok, bây giờ cũng như là mình hay gọi là baby butt. các bạn biết là cái đứa bé đó mình thích nựng nó gì không? Không biết thì mấy các bạn như thế nào nha. Vân thích nựng cái mông của em bé đó, hay cái mông của nó mịn mà nó khi mà tới là bạn hay dỗ cái mông đó, thì mình cảm nhận cái mặt của mình nó mịn, nó căng, nó săn như vậy đó. Ok, thank you Tâm. Rồi còn ai nữa? Em chị. Ok, cái da em dành cảm giác của nó rất là săn, nó săn mà nó mềm mại, nó thích lắm chị, gờ vô nó mềm lắm. Ok, nó cảm giác rất là bóng. Dạ, da của Diễm là Vân thấy hồi phục thấy rõ luôn. Lần đầu tiên Vân gặp Diễm là tháng 8 vừa rồi đó, tháng 7. Dạ, dạ. tháng 7. Tới thì sao dạ? À, tháng 7 thì da của Diễm bị nám nhiều và bị lão quá cũng khá là nhiều, bị cái mặt tròn do à, chị ố ì à, mà giờ không biết chị xài làm sao, mấy tháng nay cái mặt của chị nó săn, nó căng, càng ngày càng đẹp ra. Thấy rõ luôn, cái mặt em nó xuống là săn, săn mà nó sáng ra, nó sáng thấy rõ. Rồi, cảm ơn Diễm. Còn ai nữa? Ok, cho chị chia sẻ nè. Dạ, Đình rất chị thích, thấy nó căng cái mặt, thấy nó mịn. Cái điều mà Linh thích nhất là cái nám của Linh nó bớt nhiều lắm. Nó rất là bớt quá trời luôn. Thấy cái da mặt nó căng, với lại cái nét chim dân lên nó hết cũng nhiều lắm rồi đó. Cái nếp nhăn đó chị, cái nếp có kết quả nhiều em hơn đó rồi hả? Có kết quả nữa đó đấy. Mặt chị Linh thì Vân thấy cái nám nó cũng khá là nhiều, mà nám lớn á, nó bệt đó, nó bệt đó. Biển lên này nè, phút này nè. Rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà giờ bớt nhiều lắm rồi. Dạ, chị xài bao lâu thì chị thấy nó bớt? À, xài chắc cũng khoảng được, Linh mới bắt đầu xài được khoảng chừng 2 tháng. Mới hơn 2 tháng thôi, chưa giờ không bao nhiêu lâu đâu. Mà thấy nó bớt hẳn luôn. Lúc này là thấy bớt rất là nhiều đó.
khoảng bao nhiêu phần trăm? Là nhờ cái máy này nè. Khoảng bao nhiêu phần trăm nó bớt chị? Khoảng 80% đó. Wow, lợi hại gì? Tại nó mới cái bớt khoảng 80% đó. Bây giờ mấy ngày nay là sáng sớm Linh rửa mặt xong rồi Linh chưa có xách cái gì lên là Linh thấy rõ là nó mờ hẳn luôn. Bên này là hầu như là mờ hẳn luôn rồi đó, chỉ còn bên này chút xíu thôi à. Wow, chúc mừng chị. Lâu lắm rồi đó, giờ mới được có gì đó, mừng muốn chết luôn nè. Mừng mà đến nỗi muốn chết luôn. Giờ vậy mừng muốn chết nè. Thôi đừng chết. Dạ, dạ, bây giờ là năm nay là mình đi Christmas hoặc là mình đi ra ngoài là mình tự tin với cái mặt mình chị ha. Đúng vậy. Dạ, tự đúng tin không? Với khuôn mặt mới của mình. Ok, cảm ơn chị Linh. Cảm giác nó láng mà nó miệng. Dạ, được. Chị Linh Nguyễn Vân cũng thấy chị Linh khác luôn nè. Dạ. Dạ, năm trước mà gặp chị nhăn và cằn cỏi, da của chị nó bị khô, bị cằn á. Dạ. Giờ thấy nó sáng rõ luôn. Em thấy hai chân mày của chị nó cong lên luôn đó chị Linh. Linh ha. Cái chân mày của mình nó căng. Kéo làm sao mà nó cong cao lên luôn. Good job, khỏi cần đi thăm cái gì. Ok. Rồi, cảm ơn chị Linh. Mời chị kế tiếp. Ai kế tiếp? Thủy thấy sao em? Em nói chị nha. Em thấy khuôn mặt em nó ốm quá, nó thon quá chị. Nó tròn hơn, bây giờ làm nó thon, nó gọn hơn. Có nghĩa là trước đây tròn. Nắng thì nó mờ đi, nó mờ chút xíu à. Ok. Và nó cái thâm của em thôi, chứ nắng thì nó ít, nhưng mà nó thâm nó vẫn còn, mà nó có mờ hơn chút. Yeah. Thứ nhất là khuôn mặt nó săn, với lại nó gọn nhiều lắm luôn á. Yeah. Ok. Đang kia chị thấy. Rồi còn ai nữa không? Các bạn, còn ai nữa? Cảm nhận. Trình đâu rồi? Sao Trình không thấy? Kinh đi rồi hả? Dạ, con đây là cô. Tại vì con chia sẻ nhiều lắm, con nhường cho mấy chị kia nói đó. Con trời ơi, nói là hết cả cái chương trình của người ta. Ok, chồng muốn chia sẻ. Mới bị bọng cái mắt thức nhiều quá nên bọng mắt. Giờ mình xài cái IDU2 này nè, nó very good. Mình chỉ cần chậm chút xíu lên. Đánh. Cái IDU2 bữa nay mình sẽ không nói sau chị nha. Nhưng mà các bạn nào mà có quầng thâm mắt, bọc mắt thì cái IDI tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Một ngày xài hai lần. Còn cái giọt nước thần này thì mình xài xong rồi mình thấy cái nám nó cũng giúp để làm cho cái da mặt mình săn. Dạ. Thấy rất là mạnh. Mình làm xong mình muốn về nữa quá. Rất là Dạ. Giống như nãy chị Trinh nói, tới sáng da thấy nó còn tăng chắc hơn nữa. Dạ. Thấy nó đã, cái mình cảm thấy mình không muốn rửa. Bây giờ đâu có rửa nữa, bây giờ đâu có rửa nữa. Sáng không muốn rửa mặt chị. Quả, thôi đừng làm em sợ. Sáng thì mới rửa thôi. Mà sáng ra thấy cái da mà còn đẹp hơn bây giờ nữa chứ. Nó đã quá, mình không muốn gì rửa mặt nữa. Đúng rồi. Anh Michael anh cứ rờ hoài. Sợ mặt mình lạ. Mặt mới. Anh Michael xài được bao lâu rồi? Dạ xài được 2 lần. Dạ. Ok. Nói chung là không có người phụ nữ xấu đúng không? Và bây giờ phụ nam cũng không có anh nào xấu hết. Mà đặc biệt là tại vì anh chưa có, các anh và các chị chưa có tìm được những cái dòng sản phẩm mà mình thích và có thể giúp cho cái làn da mình càng ngày càng trẻ đẹp hơn. Đó là một trong những lý do mà mình chưa xài đúng không? Và nếu như có những cái sản phẩm mà mình tiện, những cái bộ này rất là tiện, và các bạn vừa ngồi coi tivi vừa làm, không có mất thời gian. Đặc biệt là cái máy rửa mặt, máy rửa mặt rất là lợi hại, và các bạn có thể vừa tắm vừa rửa mặt, nó không có mất thời gian của mình. Thường thì Vân làm rất là gần như là nó không có mất thời gian của mình chỉ cần một lúc là làm hai việc, thì cái đó là mình rất là tiện cho mấy anh nữa nè ha.
da ai cũng có thể xài được hết. Và cái máy này đặc biệt là nó thích hợp cho 5 loại da, có nghĩa là thích hợp cho tất cả các loại da, da nào thì mình sẽ xài cái gel đó. Và bên cạnh đó thì dĩ nhiên mình bị lão quá, 35 tuổi trở lên là bắt đầu cái da mình thấy rõ là cái sự lão quá rồi, càng lớn tuổi thì cái da mình nó lão quá rõ ràng hơn. Thì nếu như mình không có làm gì khác hết thì chắc chắn lão quá nó sẽ đến với mình, không phải là từng tháng đâu, từng ngày, từng phút, từng giây kìa. Đó. Và bên cạnh đó mình cứ cố gắng mình che đậy những cái lão quá của mình thì không ngờ là coi chừng những cái sản phẩm các bạn đang xài đó, nó sẽ có chất dầu, chất chì trong đó thì nó sẽ làm cho cái da mình nó càng tệ hơn nữa. Ok, thì những cái sản phẩm mà tụi Vân đang xài này đó, nó sẽ giúp cho chỉnh sửa cái làn da của mình, làm sao để giúp cho làn da mình tái tạo lại trẻ hơn, làm chậm đi cái tiến trình lão hóa, hoặc là có thể ngăn lại cái sự lão hóa. Bằng chứng là các chị ở đây, lần đầu tiên Vân thấy các chị là còn cằn cỗi, da còn cằn cỗi hơn, còn xấu hơn bây giờ nữa. Và xài sản phẩm một thời gian rất là ngắn thôi và da cảm thấy rõ ràng cái sự thay đổi, rõ rệt luôn. Ai cũng vậy. Giờ như mấy bạn nghe được là chị Thu Tâm 75 tuổi mà da mặt coi kìa, không có một cái nếp nhăn luôn, đó là mình ganh tị luôn á. Như là mình ước gì có chứ, có nó nằm đây xíu. Nha, nhưng mà so với một người 75 tuổi thì các bạn thấy chị Tâm thấy tuyệt vời không? Quá là tuyệt vời luôn, coi như là nhìn mà nhìn thiệt là kỹ thôi, kính hiển vi thì mới thấy được cái nếp nhăn. Còn nếu mình nhìn sơ thì dĩ nhiên cái lằn cười thì ai còn nít cũng có mà. Lằn cười thì chắc chắn ai cũng có. Nhưng mà nói về nếp nhăn mắt á, nếp nhăn mắt, nếp nhăn ở trên á, này kia đó là dĩ nhiên lão quá ai cũng có, nhưng mà không thấy ở chị Tâm. Không có, chị không có cái đó. Như là có người đó họ không tin á, họ chặt tóc chị lên để coi có phải là chị có bị thẹo đâu. Nếu mà chị bị thẹo đó, tất nhiên là chị có đó, có là facial lift đó, căng da. Chị nói coi đi, nhìn trước nhìn sau nè, nhìn sau lỗ tai, nhìn trước lỗ tai, rờ đi, rờ rậm râu đi ra rậm rạp đi, không thấy gì hết. Lúc đó họ mới tin, trời ơi, họ cứ tưởng là chị đi căng da. Chị nói trời ơi, tiền đâu mà đi căng da. Cái máy này mình mà làm đều á, nó thấy nó đẩy lên đây này, còn không nó trùng xuống hai bên đây nè, thấy nó như nó trì hai cái má mình xuống, và làm đều đặn nó săn chắc lên. Cho nên nói tóm lại là kết quả có rất là rõ ràng. Và nếu mà các bạn nào mà có nhu cầu thì các bạn có thể nhắn tin cho tụi Vân ha, bất cứ ai trong này, hỏi thêm chi tiết là bằng cách nào các bạn có thể sở hữu được những chiếc máy này với cái giá rất là đặc biệt của công ty. Và mình không phải bán cho các bạn, mà mình tụi Vân sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để mua trực tiếp qua thẳng công ty luôn, để mình có bảo hành nha các bạn nhé, đừng mua qua ai hết. Vân và các bạn của Vân sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để mua trực tiếp. Và mình có mặt những cái chiếc máy này đã có mặt 54 nước trên thế giới rồi. Các bạn ở bất cứ nơi nào trên thế giới, các bạn đều sở hữu và mua được những chiếc máy này, và mua trực tiếp vô công ty để công ty có bảo hành. Nếu mà có chuyện gì trục trặc máy thì công ty sẽ đền cái máy mới cho mình. Và cái đó thì tụi Vân sẽ hướng dẫn rất là kỹ. Các bạn có thể inbox cho tụi Vân, anh chị em của tụi Vân ở đây. Và bên cạnh đó, vì cái sự nhu cầu của khách hàng có và nhu cầu của tất cả mọi người, hiện bây giờ thị trường đang thích làm đẹp, thích sức khỏe và sắc đẹp rất là nhiều. Và nhu cầu của mọi người tập trung về sắc đẹp nhiều, cho nên là tụi Vân đang cũng cần rất là nhiều nhà phân phối khắp mọi nơi trên thế giới. Nếu mà các bạn nào mà hứng thú thích về làm đẹp, vừa làm đẹp mà vừa kiếm tiền, thì các bạn có thể inbox cho tụi Vân để tụi Vân có thể hướng dẫn các bạn làm sao mà mình có thể trẻ đẹp, và làm sao để mình có thể kiếm tiền từ cái sản phẩm này, từ cái sắc đẹp của mình. Mình show ra cái mặt của mình thấy càng ngày càng khác thì tự nhiên tiền của mình sẽ tới. Ok, đó là cái mà tụi Vân đang giúp rất là nhiều người, và đang cần rất là nhiều nhà phân phối, vì nhu cầu của khách hàng có khá là mạnh về những cái dòng sản phẩm này. Ok các bạn, rồi nếu mà có câu hỏi gì thì nhắn tụi Vân ha. Và một lần nữa Vân cảm ơn chị Thu Tâm và anh Michael và tất cả các anh chị em mình khắp mọi nơi cùng làm đẹp với nhau ha, cùng khuyến khích làm đẹp với nhau để mình càng ngày càng trẻ đẹp. Okay. Giờ chào tạm biệt cả nhà Facebook luôn nhé. Chào, bye bye. Bye Kim con.